Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao trên máy bay vẫn có gạt tàn trong khi đã có nội quy cấm hút thuốc lá? Vẫn có những chiếc gạt tàn được gắn vào cửa nhà vệ sinh máy bay với tấm biển màu đỏ ghi cấm hút thuốc trong nhà vệ sinh. Và mặc dù hành động này đã bị cấm trong nhiều thập kỷ ở hầu hết các quốc gia, các máy bay mới vẫn được sản xuất với gạt tàn kèm theo. Lý do rất đơn giản. Trong trường hợp ai đó không tuân theo các quy tắc, thì vẫn phải có một nơi an toàn để vứt thuốc lá trên máy bay. Nếu không có gạt tàn, những mẩu thuốc lá có thể sẽ bị giấu vào một góc nào đó và nó có thể gây nguy cơ hỏa hoạn. Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết trên máy bay phải có một cái gạt tàn trong nhà vệ sinh để có một vị trí vứt bỏ thuốc lá thuận tiện và phải đảm bảo có một nơi để vứt bỏ những thứ như vậy trong trường hợp nội quy cấm hút thuốc không được tuân thủ. Một trong những tác động dẫn đến việc hạn chế và cuối cùng là cấm hút thuốc hoàn toàn trong khoang máy bay là sự cố năm 1973 xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Vasic của Brazil khởi hành từ Rio de Janeiro đến Paris. Sự cố đã khiến 123 hành khách thiệt mạng khi một điếu thuốc bị ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh khiến ngọn lửa bùng phát. Cabin bốc khói và phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng cách thủ đô nước Pháp 15 km về phía nam. Sau vụ tai nạn, các lệnh cấm dần dần được đưa ra trên khắp thế giới, bắt đầu với lệnh cấm hút thuốc trong nhà vệ sinh máy bay của Hoa Kỳ. Úc là một trong những quốc gia đầu tiên hoàn toàn cấm hút thuốc trên tất cả các chuyến bay nội địa vào năm 1987, sau đó là các chuyến bay quốc tế vào năm 1996. Ngày nay, hầu hết tất cả các thiết bị, chẳng hạn như smartphone hoặc máy tính bảng và máy tính xách tay đều có chế độ máy bay. Kích hoạt chế độ này sẽ vô hiệu hóa tất cả kết nối di động, Wi-Fi và Bluetooth. Chế độ trên máy bay sẽ ngăn các thiết bị phát ra bất kỳ dạng tín hiệu vô tuyến nào. Những thứ này có thể gây nhiễu điện tử với hệ thống máy bay, thiết bị điện tử hoặc thông tin liên lạc. Điều này sẽ trở nên tệ hơn khi bạn đang ở trên một chuyến bay, vì nhiều thiết bị di động được thiết kế để tăng cường độ tín hiệu nếu chúng gặp khó khăn khi kết nối. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới liên lạc vô tuyến của phi công hoặc với hệ thống định vị. Ngày nay chúng ta biết rằng nhiễu sóng không còn là vấn đề quá nghiêm trọng. Các thiết bị đã được thử nghiệm kỹ lưỡng và các hệ thống phương tiện đều được thiết kế để xử lý nó. Tuy nhiên vẫn có một số mẫu máy bay sản xuất trước đó và chưa được thử nghiệm với tình trạng nhiễu sóng như các mẫu mới. Do đó, việc hạn chế sử dụng các thiết bị di động trên máy bay vẫn là điều nên làm. Một thiết bị di động khi hoạt động ở độ cao và di chuyển với tốc độ cao có thể phát hiện ra nhiều tháp phát sóng cùng một lúc. Điều này sẽ chặn các tần số được sử dụng bởi các tháp này, với các tần số khác phức tạp hơn so với tần số chúng được thiết kế để xử lý từ các thiết bị trên mặt đất. Tuy ngày nay, việc vô hiệu hóa kết nối trên các thiết bị điện tử không còn quá quan trọng, nhưng ngành hàng không vẫn có những quy định chặt chẽ về vấn đề này để đảm bảo mức độ an toàn tối đa cho các chuyến bay.